ơi, cũng chào đến thầy Dương Minh Hiếu và con chào tất cả các anh chị em trong group. Và em chúc mọi người nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống hàng ngày. Em làm video này để cảm ơn thầy và giới thiệu bản chất thân và cuộc sống hiện tại của em. Con đường em đến với MBO và những trải nghiệm vừa qua của em. Video này hơi dài một tí, mong mọi người thông cảm và lắng nghe trong quá trình em nói có vấn đề gì mà không phải thì mong mọi người bỏ qua và góp ý thêm cho em để cải thiện hơn. Cho em gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Dương Minh Hiếu, nhờ thầy mà em biết tạo kênh YouTube và dựng phim, bán hàng trên website, tạo website và bán hàng gió. Và em tâm đắc nhất là cái phần tư duy tích cực của thầy Thiền Đạt. Nhờ cái phần tư duy đó em đã thay đổi cuộc sống mình rất là nhiều. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Mai, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Hóc Môn, là nơi mà người ta mệnh danh là 18 thôn Buồn Chầu. Và em đang sinh sống và làm việc ở quận 12. Em thuộc cộng đồng LGBT, hiện tại của em là làm về nông nghiệp bên mảng rau thủy canh. Em xây dựng hệ thống rau an toàn không nguồn gốc cho các hộ gia đình. Con đường em đến với MBO và tình cờ vào cuối năm 2016 khi xem được video của thầy trên mạng nói về vấn đề kiếm tiền YouTube. Em thấy hay quá, em mới tìm hiểu các video là liên quan đến MBO để mà tham khảo. Càng ngày thì em càng tìm kiếm, mà tìm kiếm thì lượng kiến thức rất là khổng lồ, cái nào cũng kiếm tiền được hết. Em bị dạng như bị hoang mang và lạc phương hướng, không biết phải làm sao, làm cái nào trước, làm cái nào sau. Sau một hồi ấy may mãi thì em cũng tìm được cái đường mình đi. Thì em lựa chọn cho mình là làm YouTube, mà em làm theo cái kiểu mà làm nhiều phim. Thì bản thân ai cũng xem phim á, mỗi người thì lựa chọn một cái loại phim mà mình yêu thích. Thì trong lúc mà quá trình xem phim á, thì những cái tập mà hay và gây cấn nhất á thì nó lại hết. Mọi người lại muốn là biết là cái tình tiết nó diễn ra như thế nào đó, cũng nắm bắt được tâm lý đó. Và bản thân em cũng như vậy. Thì em làm về phim Ấn Độ, thì phim Ấn Độ buổi tối là mọi người xem rất là nhiều. Thì em mới qua bên kênh YouTube của Ấn Độ á, em xem cái bộ phim đó, xong rồi về em dựng phim, dựng em lấy hình ảnh và em kể lại theo cái phong cách của em. Nhưng mặc dù không xem phim Ấn Độ nhưng mà không hiểu tiếng Ấn Độ, nói theo suy nghĩ của mình và nhìn hình đó người á. Thì ngày nào em cũng làm một cái video mà vậy, là trước tập phát sóng một ngày em làm. Thì lúc đầu thì chỉ có vài lượt view thôi, sau đó thì nó lên kinh khủng á, tới mấy ngàn lượt view. Cái em thấy hay quá, em quyết định tìm kịch bản của phim. Thì em đi tìm kịch bản của phim, xong rồi em nhờ chị Google dịch á, chị đọc cho em cái phần kịch bản phim. Là khi mà phim chiếu không sai một chữ nào hết, bắt đầu view tăng càng ngày càng kinh khủng hơn. Là một ngày tới trong vòng 24 giờ khi mà em up cái video lên á, thì nó là mấy chục ngàn view. Ở đó mừng lắm. Xong rồi không bao lâu sau á, thì bị dính bản quyền. Thì người ta đánh bản quyền hàng loạt video em, thì kênh em ăn đụng mới chết. Nhưng mà không sao, thì em làm lại kênh mới. Nhưng mà em thấy được một điều á, là video á, mình ngày nào mình cũng làm, thì trong một nội dung đó thì nó sẽ ăn được đề xuất YouTube, thì được nhiều người xem. Thì em sẽ làm lại kênh này theo cái hướng khác để tránh những cái sai lầm lúc trước em mắc phải. Cũng song song với làm video đó thì em có làm video về ứng dụng điện thoại, những cái app trên điện thoại đẩy về kiếm tiền. Thì cái đó thì anh Tùng Sơn có chỉ và hướng dẫn cho em. Thì thông qua những cái video mà app ứng dụng điện thoại thì chưa kiếm được tiền trên YouTube, nhưng mà mình sẽ kiếm được tiền trên bằng cái những ứng dụng đó.
số tiền do em không có thương hiệu cá nhân nên cái số tiền em kiếm thì nó cũng khá khiêm tốn, hơn vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà em biết cái vấn đề đó cũng kiếm được tiền, em rất là vui mừng. Xong rồi em làm bên khảo sát kiếm tiền á, khảo sát trước khi mà người ta đưa ra một cái mặt hàng ở thị trường á, thì người ta sẽ làm một cái cuộc khảo sát, rồi người ta sẽ trả tiền cho mình khi mình làm khảo sát đó. Thì có những cái trang ở Việt Nam thì đa số là trả tiền qua thẻ cào điện thoại, rồi còn những cái trang nước ngoài thì người ta trả tiền qua PayPal. Thì mình muốn làm gì mình phải có một tài khoản PayPal thì họ chuyển tiền về. Thì bên làm khảo sát thì em mượn cũng được vài trăm ngàn, còn PayPal thì em mượn cũng được khoảng mười mấy đô. Thì cứ em gom mỗi cái một ít lại thì tiền trăm thành tiền triệu. Nói chung là cũng có tiền cũng vui, nhưng mà bây giờ thì em làm lại kênh YouTube của mình, hy vọng là nó sẽ phát triển tốt. Em sẽ xây dựng lại một kênh thương hiệu cá nhân bán nhân về rau thủy canh và bán hàng, và một kênh về phim. Thì trong quá trình em xây dựng và ấy thì không có gì mà không biết, thì mong mọi người và thầy giúp đỡ. Một lần nữa xin cảm ơn thầy và mọi người đã xem video. Rất cảm ơn. Xin chào mọi người và thầy.